Cửa đó cũng có người ta nuôi á, ở gần nhà mình cũng lại coi qua là kiểu đó đang thì ăn uống thì nói chung ra anh nuôi chồn đừng cho ăn ăn thức ăn nha. Đừng có thấy người ta nuôi chồn cho ăn thức ăn là tại vì không làm mình theo được đâu. Nghe ta nói bắt về thì đừng cho nó ăn, không bây giờ cũng như là tiếng 2 tiếng sau rồi cho nó ăn một mở dây miếng chưa, thôi. Không chửi là nước mở dây chưa, chửi là nước á, nước chưa mở dây về về nấu nước, nấu nước cho sôi để nguội chứ là nước thôi. Ừ, cô bún rồi. Rồi chuối á là chừng chừng tiếng như tiếng là phải với chuối ăn bình thường. Mấy cái vỏ này lưới này nó kêu lúc đầu ra được. Từ từ. Rồi nén chút xíu đây là hết về, nó này nước cạn khô chạy vỏ hết hết được luôn, mà gỉ không cho về luôn. Nãy đi rồi mắc mưa ghé lại được 2 vụ tấn tôm. Nãy anh chưa xuống em cũng anh vừa qua đây em cũng vừa về tới. Ở ngoài trại ngoài chạy về. Nó chắc tôm ngoài rủ nhậu quất hết 3 lon bia. Nói chung anh em bây giờ gắng cố gắng phát triển đi, nuôi sinh sản nhiều đi, mốt đi em lo hết cho vụ thịt gì làm gom hết, tại dưới đây tàu đang mạnh lắm. Trời ơi, nó không có thịt nào qua thịt chồn, vậy mà gì mà nuôi và kinh tế bằng chồn dễ chăm sóc, không có nó nhàn, không có mất thời gian của mình. Ăn uống đồ cứ ăn cũng dễ. Thằng ba con nào đến ba? Con đực này với túc sẵn á. Ba chưa thấy ra luôn. Con nào? Này phải không? Cái phải không? Anh Vinh. Vinh. Vinh là con. Vinh Tiêu Văn Anh. Con nào nó dài? Nhìn thấy chưa? Mà giờ nếu ai mà mua con này mấy 2 ký 2. Mà giờ nếu mà chồng với 2 chồng cái cứ này bây giờ lên mạng mua chứ phải không có là bán luôn. Đẹp này. Nhìn đi, quá trời con nó đẹp luôn. Trời ơi, còn đồng luôn. Quá đẹp khiếp trời. Trộn bây giờ nó mắc dữ lắm chứ không có lúc trước đâu. Lên giá nhớ mà. Ở đây mà giá máy bên máy cũ. Bắt rồi chụp cá tới cái luôn. Tới từng cái luôn. Cái lủng nó trời. Thì em đặt em lật lại thôi. Vậy thì sao giờ té cái em dở lên không? Còn cái vỏ không à? Xong luôn á. Rút rút cái túi lên. Ở đây nó chạy ra lùm hoài gì. Giờ nó chưa tới nhà mà nửa đường nó đi á. Đấy chạy lùm hoài. Cái dây túi này nó tại vì răng á, cái nó rút lại nè. Hello. Nó không chịu ra nó chứ. Chú cái mày. Ừ chú ra đi. Vậy ở với chỗ mới đi. Xanh đẹp phát triển tốt nha. Bông trắng nha. Hồi nãy con kia là con đen, con này con trắng. Nên này con bông trắng nha. Quậy mà con nổi. Quậy á.
chuyển ra đi, mở mở cửa làm chồng được rồi. Có ngoại ngang qua gãy cái bánh xe nữa mới vô địch. Chị đại học năm tư rồi, nó mới lớn, nó mới lớn đó. Đẻ tốt nha con. Sao nuôi gà nữa hả? Sao thả lum ở trong ở của người ta chứ của em đâu phải em để trống gì đâu. Không gà kìa. Hả? Gà thả lan vậy. Gà thả lan. Gà đó hay gà đất của người ta. Đất người ta. Quá bữa đó mặt tiền nữa mà nó mua luôn cái này không luôn á. Có gì hôm nay gớm nổi đâu. Giờ mới có gà đá hay gì không? Không em không, có nếu em chơi gà đá thì có. Em đem chơi gà hầm xả. Trời ơi trời. Sao dễ chơi. Rồi gà đây băng gà đây đá gì ơi. Mua gà đá anh về Bến Tre anh mua. Bến Tre cái mơ cái mua gà đá bển nó gà bổ bển, còn ta mang đi gà đây gà gì đâu không. Em mới tặng cho bạn con gà mua nó 2,5 tặng đó. Mới đây em mua làm tên. Con này mua đây. Đây. Đen còn cắn cái vợt này nè, ai biết tại sao giờ cái vợt này cái mùi con chồng khác á, nó đâu có chịu, cái mùi con khác á, rồi lấp thì nó vậy đó, từ cùng 5-6 ký bắt được rồi vào chỗ một, nhà quê mua nào lấy cả ba nữa à, thì quê định ở trước 30 ký, chứ 25. Còn con này con cái con nó có 7-8 ký nó đẻ giống trống rồi đó, hẹn nuôi gắn luôn. Mua đinh. Con đẻ đó, đẻ 2-3 mùa rồi đó. Còn ở trước thì 3-mấy ký. Ai mua thì bán luôn. Tại vì đẻ hùng không à. Con này chỉ có 17 ký à. Giữ vậy đó. Dạ, còn con trước thì 25-30 trước á. Đây nè. Ai mua bán luôn. Đẻ tùm lum trống rồi đó. Không có thời đúc giúp bơi của đinh đó mà giờ đâu có thời gian đâu mà chăm sóc nữa. Trước anh làm nhiều ngày trước làm tùm lum hết trơn đó. Đây chim chỉ, gà đông tảo, gắn hù ghi gì cũng làm gọi trơn rồi đó. Gà thái. Tụi dài ghê. Thiên cọp. Chồn mà bắt vô mà nó im vậy là ngon lành. Nó đuôi nó dài mình biết. Con nằm yên chạy rồi cứ ra thở cho dữ. Trời ơi cái đó bảo đảm một tuần. Cái lông nó rụng chứ phải là cắt da. Con tròn nó da cũng lát, chốc da lỡ lòi thịt rồi. Một tuần lễ là đầy đủ hết trơn. Tóc hành. Bảo đảm. Một tuần lễ là đủ lông hết. Nó nhanh dữ lắm. Lòi thịt tét thịt là trong vòng nửa tháng này lành hết. Còn lông nó thì tuần lễ lành là đủ hết. Mấy vậy? Một tuần lễ là đủ lông hết, bảo đảm, khỏi lo. Bắt luôn đây anh dán vô cho. Đó. Em bảo đảm anh một tuần lễ đủ lông anh khỏi lo. Để em nói đây mình chăn nuôi mình biết. Chó đủ bộ. Ba đực một bắt cái. Một ba, là... ba cái một đực. Cái đó là nói chung là một cặp cái này, một cặp bột đó. Mà con này 7,5 ký con nói là bớt cho 500-7 triệu. Rồi, không có bớt nữa.
Tại anh tìm sao này, con đực này nó đẹp lắm nhưng mà cái giá này giá hú nghỉ rồi. Tại đực này là giá nó không phải vậy mà tại giá nó thì em đã nói giá. Cái giá này á, là em bán cho mấy thằng lái bên Cà Mau mua lại đó, bán là 9 triệu không á. Thì về chồng vậy nó bán 9 triệu con không nè. Mà thì em bởi giá thì 7,5 đó, rồi anh thì con nó 7 triệu đó. Em mới là em phải nó làm tháng cho nó 10 triệu. 10 triệu tháng hai thằng. Không phải đâu. Cho nó chăm sóc nó này kia hết luôn. Vừa tôm vừa tròn luôn hai thằng tháng 10 triệu thằng. Tôm ướt mà lo hết trơn nó còn tiền lương tháng 10 triệu đó. Con muốn nghỉ lên nghỉ xuống rồi đó. Giờ con chịu làm rồi đó. Tăng lương. Ở cua tôm thì mà đập bật sức ăn. Giờ tăng lương đó nó làm nữa à. Rồi sao vớt không? Anh vớt luôn. Tăng nó tăng nữa thì mình đi theo nó luôn. Nó nữa. Bây giờ muốn đi